Trận đột kích thất bại của hai lữ đoàn Ukraine tại Zaporozhia khiến nước này mất 20% xe Leopard 2A6 và Bradley, tồi tệ hơn nhận định của chuyên gia Mỹ. Tài khoản Andrei BTVT ủng hộ quân đội Ukraine trên Twitter ngày 26 tháng 6 đăng loạt ảnh chụp cận cảnh xe tăng thiết giáp nước này bị phá hủy trong cuộc đột kích bất thành gần làng Mala Toshmaka ở phía nam tỉnh Zaporozhia trước đó gần 3 tuần. Trong ảnh, hàng loạt xe tăng chủ lực Leopard 2A6 và xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley bị cháy rụi, ít nhất một xe Bradley bay mất tháp pháo. Bức ảnh thứ hai cho thấy nhiều xe khác bị bỏ lại ở phía xa trong khi mìn chống tăng xuất hiện dày đặc quanh trận địa. David H., chuyên gia phân tích quân sự của Forbes nói, nỗ lực vượt bãi mìn do lữ đoàn cơ giới số 33 và lữ đoàn xung kích số 47 của quân đội Ukraine tiến hành ngày 8 tháng 6 còn tồi tệ hơn những gì chúng ta nghĩ. Trận đánh thảm họa này đã khiến hàng chục phương tiện tốt nhất do phương Tây chế tạo bị phá hủy, đồng thời khiến nhiều binh sĩ Ukraine thiệt mạng hoặc bị thương. Chiến dịch tiến công của lữ đoàn số 33 và 47 diễn ra khoảng 4 ngày sau thời điểm Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công. Nhiệm vụ của hai lữ đoàn này là tấn công phòng tuyến Nga ở thị trấn Robotin, cách làng Mala Toshmaka khoảng 8 km dọc theo cao tốc T0408 và nhiều tuyến đường đất. Nếu kiểm soát được khu vực này, quân đội Ukraine có thể tiến quân đến thành phố Tokmak, một trong các cứ điểm chủ chốt trong phòng tuyến của Nga, cách đó gần 20 km về phía nam. Giành lại Tokmak sẽ mở đường tới thành phố Melitopol, cách đó 40 km, vốn là trung tâm chỉ huy và hậu cần trọng yếu của Nga, cũng là điểm có thể chia cắt lực lượng của Moscow tại Kherson. Quân đội Nga hiểu rõ tầm quan trọng của trục phòng thủ Robotin, Tokmak, Melitopol. Họ triển khai hai trung đoàn bộ binh cơ giới là 70 và 291 ở phía Bắc, cùng hai lữ đoàn đặc nhiệm và một số đơn vị dự bị, tất cả được yểm trợ bởi trực thăng vũ trang. Phía trước phòng tuyến Nga là bãi mìn dày đặc với hàng nghìn quả mìn chống tăng TM-62. Mỗi quả được nhồi 7,5 kg thuốc nổ mạnh, có thể sử dụng nhiều loại ngòi khác nhau, trong đó phổ biến nhất là ngòi nổ áp lực được kích hoạt khi xích xe tăng, thiết giáp nghiến qua. Loại mìn này có thể được lính công binh cài thủ công hoặc giải với số lượng lớn từ các xe cài mìn như GMZ-3. Chuyên gia H nhận định, mìn TM-62 dùng ngòi áp lực không có điểm gì đặc biệt, nhưng nó cũng không cần các loại ngòi nổ tiên tiến nếu được giải dày đặc ở khu vực gần Mala, Toshmaka. Các bức ảnh cho thấy các quả mìn chưa nổ nằm cách nhau chỉ vài mét trên mặt trận. Trinh sát Nga phát hiện lữ đoàn số 33 và 47 tiếp cận Robotin ngày 8 tháng 6 và lập tức yêu cầu trực thăng vũ trang K-52 công kích bằng tên lửa có điều khiển. Nhưng thiệt hại nặng nhất với hai lữ đoàn này xảy ra trên bãi mìn. Đội hình lữ đoàn số 47 được dẫn đầu bởi 3 xe phá mìn Leopard 2R do Phần Lan viện trợ, cùng với đó là một xe quét mìn Weissen do Đức chế tạo, dường như thuộc biên chế lữ đoàn số 33. Những xe này phá được một số quả mìn và dọn đường cho các xe thiết giáp Bradley và xe kháng mìn M1224 Max Pro của lữ đoàn số 47 bám sát ngay phía sau. Tuy nhiên, cụm con lăn và cày phá mìn do Anh chế tạo được lắp trên những chiếc Leopard 2R và Weissen đã bỏ sót quá nhiều quả mìn, khiến cả 4 xe và nhiều chiếc Bradley đều bị vô hiệu hóa. Đội hình tiến công mắc kẹt và nhanh chóng tan rã giữa hỏa lực dội xuống của quân Nga. Các tổ lái phải bỏ xe, đồng thời cố kéo thương binh và người thiệt mạng theo họ. Những chiếc M2A2 Bradley ở tuyến sau trở thành lực lượng giải cứu những người sống sót. Vài giờ sau khi rút quân, Thượng sĩ Valery Markert thuộc lữ đoàn số 47 đăng video lên mạng xã hội yêu cầu những người chỉ trích ngậm miệng và đừng phát tán thông tin tuyên truyền của Nga. Thống kê sau trận đánh cho thấy Ukraine mất ít nhất 25 xe cơ giới gồm 17 chiếc M2A2, 4 xe tăng Leopard 2A6, 3 xe phá mìn Leopard 2R và 1 chiếc Weissen. Những đánh giá ban đầu cho thấy thiệt hại tương đối nhẹ, nhưng phân tích hình ảnh từ máy bay không người lái và dữ liệu hiện trường cho thấy tổn thất thì nghiêm trọng hơn. Ukraine sở hữu hàng chục xe Weissen, cùng với đó là hơn 100 chiếc M2A2 và 21 xe tăng Leopard 2A6. Lực lượng này cũng vận hành toàn bộ 6 xe Leopard 2R được sản xuất trên thế giới. Chuyên gia H nhận định, chỉ trong vòng 1 đến 2 giờ, lữ đoàn số 33 và 47 đã để mất gần 20% số xe Bradley, 20% xe tăng Leopard 2A6
và 50% xe Leopard 2R trong biên chế. Mỹ đã nhanh chóng tuyên bố cung cấp thêm xe M2A2 để bù đắp tổn thất, nhưng các đồng minh châu Âu chưa cam kết chuyển thêm xe tăng Leopard 2A6 nào. Xe phá mìn Leopard 2R cũng không thể thay thế do không còn chiếc nào được sản xuất. Thiệt hại này tương đương một tiểu đoàn đầy đủ khí tài, bằng 15% tổng sức mạnh của lữ đoàn 33 và 47. Nhóm phân tích xung đột CIT có trụ sở tại Nga ban đầu nhận định một số xe tăng Leopard 2A6 và xe Bradley M2A2 chưa bị phá hủy hoàn toàn. Báo cáo của cơ quan này có đoạn, chúng vẫn có thể được sơ tán khỏi trận địa. Tuy nhiên, chuyên gia Ash cho rằng phương án này khó thực hiện khi phần lớn các xe đều bị hư hại nặng, vẫn nằm giữa bãi mìn và trong tầm hỏa lực của quân Nga. Ông nêu quan điểm, lực lượng Ukraine sẽ phải kiểm soát khu vực, lập ô phòng không và ra phá mìn trước khi có thể kéo những chiếc xe thiết giáp đó về tuyến sau. Nỗ lực này có thể không bỏ công sức vì các xe có thể mất nhiều tuần đến nhiều tháng mới khôi phục hoạt động trở lại. Không thể phủ nhận rằng trận đánh ở Nam Mala Tokmakhka ngày 8 tháng 6 là thảm họa khó quên đối với quân đội Ukraine. Trong khi lữ đoàn 33 và 47 của Ukraine biên chế những mẫu xe tăng hiện đại của phương Tây chịu tổn thất lớn ở trận Mala Tokmakhka, thì tình trạng của lữ đoàn 22 vận hành những chiếc xe tăng T-72 đang cho thấy tình trạng chắp vá phương tiện vũ khí của nhiều đơn vị của Kiev. Oleg Mazuev, sĩ quan dự bị thuộc quân đội Nga, ngày 29 tháng 6 đăng video các xe tăng Ukraine bị vô hiệu hóa trong cuộc đột kích thất bại ở gần làng Zerebiakin thuộc tỉnh Zaporozhia. Điều đáng chú ý trong video là chiếc xe tăng T-72 của lữ đoàn cơ giới 22 quân đội Ukraine nhưng lại lắp bánh tì chịu nặng của xe tăng T-62 lạc hậu hơn. Hình ảnh này phản ánh thực tế là quân đội Ukraine đang phải tung ra chiến trường những lữ đoàn trang bị xe tăng chắp vá, tăng cường lực lượng tham chiến trên mặt trận Zaporozhia, trong bối cảnh các đơn vị sử dụng khí tài phương Tây hứng chịu tổn thất lớn trong chiến dịch phản công. Quân đội Ukraine đã thành lập hơn 20 lữ đoàn mới để phục vụ chiến dịch phản công quy mô lớn được phát động từ đầu tháng 6. 9 lữ đoàn trong số này được huấn luyện ở nước ngoài, trang bị xe tăng và thiết giáp và vũ khí chuẩn NATO. Đây được coi là những đơn vị nắm đấm thép hiện đại, thiện chiến và có khả năng phối hợp tác chiến tốt, đóng vai trò dẫn dắt chiến dịch phản công được chờ đợi từ lâu của Ukraine. Số còn lại là các lữ đoàn hỗn hợp được biên chế khí tài sản xuất từ thời Liên Xô, kết hợp với một số tiểu đoàn sử dụng vũ khí phương Tây. Một trong số đó là lữ đoàn cơ giới số 22, đơn vị có khoảng 2.000 quân, vận hành xe tăng chủ lực PT-91, T-72 AMT và T-72 Uran. Chuyên gia David Ash cho rằng các lữ đoàn hỗn hợp được coi là xương sống của lục quân Ukraine khi chiến sự bước sang tháng thứ 17. Điều đáng chú ý là những đơn vị này chưa xuất hiện nhiều ở tiền tuyến. Họ vẫn huấn luyện ở khu vực an toàn tại miền Bắc và Tây Ukraine hoặc ém quân ở hậu tuyến để sẵn sàng xuất quân khi có lệnh. Quân đội Ukraine từng duy trì lữ đoàn cơ giới số 22 sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991. Tuy nhiên đơn vị này và nhiều lữ đoàn lục quân đã bị giải thể do tình trạng thiếu ngân sách vào đầu thập niên 2000. Phiên hiệu Lữ đoàn Cơ giới 22 được Bộ Quốc phòng Ukraine khôi phục hồi cuối năm 2022 khi Kiev tăng cường sức mạnh lục quân. Các quân binh chủng của nước này thành lập nhiều lữ đoàn tới mức hết số hiệu để phân bổ theo quy định. Lữ đoàn 22 bắt đầu huấn luyện tại thành phố Lvov ở miền Tây Ukraine trước tháng 2, nhưng chỉ xuất hiện trên truyền thông từ cuối tháng 5. Hình ảnh được công bố cho thấy lữ đoàn vận hành các khí tài theo chuẩn Liên Xô gồm xe chiến đấu bộ binh BMP-1, pháo phản lực phóng loạt BM-21, pháo tự hành 2S-1, 2S-3 cùng pháo phòng không tầm ngắn ZSU-23. Chuyên gia H nhận định, điểm khác biệt của lữ đoàn 22 là lực lượng xe tăng gồm ít nhất một tiểu đoàn với 30 chiếc thuộc 3 phiên bản khác nhau của dòng T-72. Đơn vị này đang sở hữu một trong những biến thể mới và hiện đại nhất của dòng T-72 bên cạnh những mẫu lạc hậu và có tính năng kém cỏi nhất. Xe tăng tốt nhất trong biên chế của lữ đoàn số 22 là mẫu PT-91 do Ba Lan chế tạo, dựa trên nền tảng của T-72M1, biến thể xuất khẩu bị cắt giảm tính năng của dòng T-72A của Liên Xô, được thay thế động cơ, cụm truyền động, hệ thống điều khiển hỏa lực, kính ngắm và thiết bị nạp đạn tự động. Xe cũng được trang bị các khối giáp phản ứng nổ do Ba Lan tự sản xuất. Kết quả là mẫu xe tăng có hình dáng, kíp lái và hỏa lực gần giống như bản T-72M1 nguyên mẫu, nhưng sở hữu tốc độ và khả năng sống sót cao hơn. Đặc điểm quan trọng nhất là hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại với cụm ổn định hai chiều, tăng đáng kể độ chính xác khi bắn trong hành tiến,
thay cho cụm ổn định sơ khai và liên tục đòi hỏi căn chỉnh của T-72M1. Chuyên gia Ash nhận định, PT-91 là mẫu xe tăng vượt trội so với dòng T-72M1 ra đời từ thập niên 1980. Kính ngắm và hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại khiến nó không thua kém dòng T-64BV nội địa của Ukraine và những chiếc Leopard 2 được phương Tây viện trợ. Ba Lan đã viện trợ cho Ukraine ít nhất 60 xe tăng PT-91 và hàng trăm chiếc T-72M và M1. 31 chiếc PT-91 dường như được biên chế cho Lữ đoàn Cơ giới 117, một trong các đơn vị dùng khí tài chuẩn phương Tây. Số xe tăng PT-91 còn lại phân bổ cho nhiều lữ đoàn khác. Phần còn lại của Lữ đoàn 22 là xe tăng T-72AMT và mẫu T-72 Uran nâng cấp. Trong đó, T-72AMT là gói nâng cấp của riêng Ukraine để tăng khả năng chiến đấu cho những chiếc T-72 thời Liên Xô. T-72 Uran ra đời năm 1973 là biến thể sản xuất hàng loạt đầu tiên của dòng xe tăng này. Sử dụng thiết bị đo xa quang học, đây được coi là mẫu lạc hậu nhất và có tính năng chiến đấu kém nhất của dòng T-72. Biến thể cải tiến T-72A được đưa vào biên chế từ năm 1979, có khả năng phòng vệ cao hơn nhờ bổ sung giáp phức hợp, thiết bị đo xa laser và hệ thống điều khiển hỏa lực điện tử. Một nhược điểm của T-72 Uran và T-72A nguyên gốc là hệ thống nhìn đêm chủ động, gồm đèn pha hồng ngoại và kính ngắm. Điều này khiến xe tăng dễ bộc lộ vị trí và phải hứng chịu hỏa lực nếu đối mặt với những lực lượng được trang bị kính nhìn đêm. Biến thể T-72AMT và Uran nâng cấp của Ukraine khắc phục vấn đề này khi trang bị kính nhìn đêm thụ động có khả năng khuếch đại ánh sáng môi trường, khiến chúng khó bị phát hiện bởi kính nhìn đêm thông thường. Tuy nhiên, những gói nâng cấp này không thể giúp xe tăng T-72 Ukraine đối phó với vũ khí phòng thủ lợi hại nhất của Nga hiện nay là trận địa mìn dày đặc. Bãi mìn lớn nhất thế giới này được coi là trở ngại lớn nhất khiến Ukraine chưa thể xuyên thủng phòng tuyến của Nga. Chuyên gia David H. kết luận, Ukraine đã mất hơn 500 xe tăng trong giao tranh và phải rút nhiều khí tài từ kho niêm cất, trong đó có những chiếc T-72 Uran ra đời cách đây nửa thế kỷ. Lữ đoàn số 22 không phải là đơn vị được trang bị tốt nhất hay kém nhất của Ukraine, nhưng là ví dụ cho thấy Kiev đang phải tận dụng mọi nguồn cung, dù là chắp vá nhất, để đảm bảo trang bị cho lượng lớn lữ đoàn mới thành lập. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.